sử dụng sản phẩm Wisepen từ tháng 6 năm 2015 cho đến bây giờ đã được gần 1 năm. Tôi rất là hài lòng về kết quả sử dụng sản phẩm. Sau khi sử dụng sản phẩm Wisepen 3 tháng đầu tiên thì tôi đã nhận thấy là làn da của tôi thay đổi rất là tích cực. Da của tôi căng hơn, láng hơn và mịn hơn. Điều thứ hai, tôi nhận thấy một sự thay đổi ở bên trong cơ thể của mình. Đấy là tôi thấy mỗi một buổi sáng mình thức dậy, mình cảm thấy rất là tràn trề năng lượng. Và cái tình trạng mà đau mỏi ở cái vùng vai phải của tôi thì giảm đi rất là tích cực. Biểu hiện rõ rệt nhất ngoài cái việc là tôi cảm thấy cái năng lượng nó quay trở lại, cái năng lượng của sự trẻ trung rất là rõ rệt, thì ai nhìn tôi cũng thấy rõ ràng cái khuôn mặt của tôi nó trẻ trung trở lại. Nhưng có một cái đặc biệt nhất, đấy là cái đầu gối phải của tôi. Cái đầu gối phải của tôi nó bị đau rứt trong rất nhiều năm, và chỉ cái đầu gối phải đau thôi, nhưng mà đến bây giờ thì có thể nói là cái đầu gối phải của tôi nó đỡ đi hẳn, và cái cảm nhận của tôi nó rất là thú vị. Nhưng mà từ khi tôi dùng Wisepen thì tôi thấy là tôi rất là khỏe mạnh, trẻ da, khỏe mạnh. Mà chân trước chưa rất đau, bây giờ còn đỡ đau đi nhiều. Mà nhất là qua thỉnh thoảng qua mấy cái đợt cỏ cúm thì nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng trước kia thì nặng nề lắm, phải 4-5 ngày, ở đây chỉ nhẹ nhàng 1-2 ngày thôi. Thế và nhất là khỏe ở cái chỗ sáng ngày ra 4 giờ rưỡi tỉnh dậy là tức dậy là đi ra hồ tập thể dục, không có uể oải, không có phải đấu tranh tư tưởng như trước kia thì nào con nên dậy hay không. Nhưng mà bây giờ thì thấy là đương nhiên khỏe khoắn lắm, mà nó có khỏe thì mới đi tập được, tập một tiếng thể dục aerobic ở ngoài hồ, xong lại còn đạp 5 vòng xe đạp quanh hồ Ngọc Khánh nữa. Thế nếu mà tôi nghĩ là nếu mà không có khỏe, không có cái Wisepen để khỏe thế thì chắc là cũng khó mà có thể thực hiện được cái cuộc tập tành và đi xe như thế được. Sau một vài tháng dùng Wisepen thì tôi nhận thấy rằng là cơ thể của tôi từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm luôn luôn rất là tỉnh táo. Tôi không bị ngáp vặt, và cái chứng đau mỏi vai gáy và đau lưng của tôi thì hoàn toàn biến mất. Tôi cảm giác như là da của tôi sáng hơn, mắt đỡ khô hơn, tinh thần tỉnh táo hơn, khỏe mạnh hơn. Và nhiều khách hàng của tôi nhận thấy rằng là ngồi uống Wisepen đến giờ thì tinh thần cũng rất là sảng khoái. Tí nữa ông có đi chơi không? Chúng ta rẻ khỏe. Ông có định đi chơi đâu không? Đi công viên. Ông đi đâu? Thầy bật ra cái đèn. Ông đi đâu? Ông định đi đâu? Dạ mà ông đi làm ô tô. À, ra lấy ô tô á? Dạ bên xe ô tô. Dạ bên xe ô tô. So sánh trước khi sử dụng Wisepen và sau khi sử dụng Wisepen. Trước đấy thì đương nhiên là nó mệt mỏi, chỉ làm một lúc thôi, xong phải ngồi thở để cho nó khỏi đau người thôi, nó khỏi mưa, khỏi mỏi. Bây giờ thì vô tư. Thế là bà uống được mấy bộ nhỉ? Uống được 3 hồ. Trước đấy uống được 2, uống 3 bát. Nói chung đến bây giờ nó vẫn còn cái dương.